Ngày 26 tháng 11 tại sân quần vợt công ty Than Nam Mẫu, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh phối hợp với Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố tổ chức lễ bế mạc giải quần vợt môn thi đấu Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Ninh lần thứ 8. Giải quần vợt khai mạc ngày 24 tháng 11 với sự tham gia của 50 vận động viên đến từ 6 đơn vị: Hạ Long, Uông Bí, Móng Cái, Đầm Hà, Quảng Yên, Hoành Bồ. Các vận động viên thi đấu ở 5 nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam, đơn nữ. Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, thành phố Hạ Long đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn, giải nhì toàn đoàn thuộc về thành phố Uông Bí, giải ba toàn đoàn thuộc về thị xã Quảng Yên. Giải đấu là dịp để các vận động viên có cơ hội giao lưu học hỏi và rèn luyện sức khỏe, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tạo mối đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị trong tỉnh.